Hôm nay con sẽ làm tiếp tục tranh đất sét. Chủ đề bức tranh hôm nay là những người bạn. Và bây giờ các bạn cùng làm với Mai Khanh nhé. Thank you.
Thank you.
Ta da! Các bạn ơi, bức tranh đất sét gửi những người bạn đã hoàn thành rồi. Các bạn thấy tranh Mai Thanh vẽ như thế nào thì góp ý cho Mai Thanh nhé. Viết sau con sẽ để sáng tạo tranh ứng dụng. Các bạn hãy nhớ đón xem, like và subscribe cho Mai Thanh.